Ok, em chào các bác nhé. Đây, trước màn hình nhỏ quý vị chị nghe là đây là Tuấn Anh đang có một chiếc xe đang cầm trên tay, một chiếc chìa khóa của chiếc Morning. Và ngày hôm nay thì Tuấn Anh sẽ đăng lên và bán lại cho tất cả mọi người về chiếc xe này. Thì thực ra thì chiếc xe này cũng đã về cửa hàng khoảng tầm vài tháng rồi. Và ngày hôm nay thì Tuấn Anh lại lên một cái chương trình giảm giá tri ân khách hàng, khuyến mại sập sàn và tặng voucher cho tất cả mọi người. Với chiếc xe này thì nó là bản giới thiệu qua về chi tiết nhé. Đây là một chiếc xe Kia Morning. Và chiếc xe này thì sản xuất năm 2015, phiên bản số sàn máy 1.25. Và đây là một chiếc xe bản đủ, tức là bản SI ạ. Bản SI thì các bạn nhìn thấy các bạn biết ngay, từ cái form dáng cho đến đèn đóm cho đến tất cả bên trong xe và la răng. Bản SI là một trong những dòng xe bản đủ số sàn. Có lẽ thì đời 2015 thì nó vẫn ở cái form này. 2016 thì nó sẽ lên cái form đèn bi ở phần dưới, cộng với này mà ca lăng nó khác nhau một tí, hay la răng nó khác nhau một tí thôi. Nhưng tóm lại về cái độ khung sườn và tất cả máy móc cũng như thiết bị bên trong của chiếc xe thì đều như nhau hết. Tiếp tục thì về cái chương trình giảm giá thì trước đây thì với chiếc xe này thì về thì em bán là 245 triệu đồng. Nhưng mà bây giờ thì tháng 7 cũng như là em sẽ giảm giá kịch sàn cho tất cả mọi người và quý khách hàng cũng như quý bà con cô bác anh chị em, là chiếc xe này em sẽ giảm đi cho các bạn là 20 triệu đồng, tức là 20 triệu đồng là còn 225 triệu đồng. Và quý khách hàng nào đến mua xe trực tiếp tại cửa bên em thì em sẽ tặng cho các bạn voucher 5 triệu đồng tiền mặt, để cho các bạn có thể thoải mái để sửa sang cũng như là chỉnh chọt. Còn đâu về cam kết cho tất cả mọi người về chất lượng của chiếc xe này ạ, thì cam kết cho anh em là xe đẹp, không một lỗ nhỏ. Tất nhiên ở đây là cái không lỗ nhỏ là nó không có đâm đụng tai nạn nặng thôi, còn đâu những cái vạc quẹt xước sát tiền sơn bên ngoài thì không tránh được. Cam kết cho anh em là xe không có đâm đụng tai nạn nặng, và máy số thì không có bị ngập nước, máy zin. Và hơn nữa thì chiếc xe này là biển Hà Nội màu bạc. Anh em ở khu vực Hà Nội Sài Gòn mua chiếc xe này thì không mất thêm 20 triệu tiền phí vào thành phố. Con này thì một chủ từ đầu, một chủ từ đầu luôn các bạn nhé. Biển Hà Nội 30A59645. Bản SI thì trang bị hệ thống bô kép nguyên bản và la đăng nguyên bản trong xe. Xi nhan được tích hợp trên gương, gương kính chỉnh điện và gương cụp xe. Đây các bạn thấy đây, gương cụp xe. Khi khóa khiển thì nó sẽ khóa vào, nó sẽ tự cụp gương. Và hệ thống đèn bi, đèn bi ở đây thì trang bị hệ thống đèn bi ánh sáng vàng là đèn bi nguyên bản, cộng với hệ thống đèn led ban ngày là nguyên bản theo xe. Mặt ca lăng của chiếc xe thì nó cũng rất là khác so với lại những chiếc xe bản thường, và la răng của nó là la răng nguyên bản theo xe nhé các bạn nhé, la răng nguyên bản theo xe luôn. Và đăng kiểm thì đến tháng 7 năm 2023. Đây ạ, đăng kiểm thì đến tháng 7 năm 2023, có hiệu lực đến tháng 7 năm 2023. Và thực ra thì với cái giá là 225 triệu đồng thì các bạn ạ, các bạn chỉ cũng chỉ ngang với lại một cái giá của một chiếc xe Morning bản thường thôi, bản tiêu chuẩn thôi. Nhưng đây là một chiếc xe bản SI và xe không lỗi. Hơn nữa thì xe lại không có kinh doanh taxi, không dịch vụ gì. Đó nên là các bạn chắc chắn rằng sẽ rẻ hơn so với lại tất cả các loại xe, các xe khác, mà đây là một chiếc xe bản đủ. Với bản đủ thì hệ thống đằng sau thì được trang bị hệ thống đèn đèn led, hàng trăm bóng đèn led luôn. Cộng với lại tất cả hệ thống như màn hình cam nuôi, rất là đầy đủ cho mọi người. Thực ra bỏ với ra số tiền hơn 225 triệu đồng mà vẫn còn tặng voucher 5 triệu đồng cho tất cả mọi người nữa thì em nghĩ rằng đây là một chiếc xe rất là hời ở cái thời điểm hiện tại để cho các bạn mua về để chạy dịch vụ hay chạy gia đình. Máy số zin và la đăng đúc của nó là đúc nguyên bản theo xe. Lốp dép của chiếc xe thì còn khoảng tầm 70%, và chúng ta sẽ mở khóa ra. Và trong xe thì trang bị được bộ áo ghế bằng da màu đen. Và với chiếc xe này thì nó được tích hợp phần volume cũng như là phần lách bài hay là phần mo mút test ở trên cái vô lăng này, cộng với lại phần túi khí hai, hệ thống túi khí và ABS đầy đủ, trần nỉ nguyên bản theo xe. Ở phần keo chỉ thì cam kết cho anh em là keo chỉ zin cả xe, không lỗi. Và phần gương kính chỉnh điện cộng với lại khóa cửa cộng với lại gương điện và gương cụp xòe. Và cột kèo của chiếc xe thì tôi anh sẽ cam kết cho anh em là không mất một đinh cột nào cả, tức là chiếc xe này tôi anh đã cam kết cho anh em là không lỗi rồi. Vì thế nên các bạn cứ yên tâm và sử dụng với chiếc xe này thôi. Thực ra thì Morning là một trong những cái mẫu xe cực kỳ nhỏ gọn, xinh xinh và đặc biệt khá tiết kiệm nhiên liệu tại thời điểm mà hiện tại như thế này. Vâng, Morning thì luôn luôn mang lại cho chúng ta một cái gì đó rất nhỏ gọn, xinh xinh và chạy thì rất là lành. Chúng ta đổ 500.000 tiền xăng chúng ta chạy thích luôn, không giống như những cái dòng xe khác các bạn ạ. Máy của nó thì chỉ có 1.25 thôi,
Đó, cực kỳ tiết kiệm nhiên liệu và rất là lành, bền và sửa chữa. Đó, ui, ở dưới vệ sinh. Đó, tất cả đồ nghề cũng như tất cả mọi thứ của chiếc xe thì còn khá ổn định theo xe. Đó, kích kiếp và lốp dự phòng cộng với lại tất cả mọi thứ còn rất là ổn định. Phần ốp cột của chiếc xe cũng như phần máng nước của chiếc xe đây thì các bạn thấy là tất cả cái đường chỉ của nó như thế này. Đó, đều rất là đẹp cho mọi người. Đó, vì thế là quý khách hàng nào đang có dự định đấy ạ, đang có dự định mua một cái chiếc xe mà nó ở cái tầm tiền hơn 200 triệu đồng, muốn mua một chiếc xe Moling, thì ví dụ như với một chiếc xe 2000 Moling bản tiêu chuẩn thì 2017 bây giờ đang bán là 200 bản tiêu chuẩn nhé, tôi đang nói bản tiêu chuẩn 2017 thì bây giờ đang bán 245, 2016 bán 235 và 2015 thì đang bán là 225. Thì vậy thì cái giá của chiếc xe này ạ, bản đủ như này cũng chỉ có 225 triệu đồng thôi mà vẫn có voucher cho các bạn. Vẫn có voucher cho tất cả mọi người. Vì thế nên là các bạn cứ yên tâm mà sử dụng. Và các bạn ạ, đến kiểm tra thực tế về cái chiếc xe này, cam kết, Tuấn Anh đã cam kết cho các bạn là xe thì không lỗi rồi. Vì thế nên là các bạn cứ yên tâm một điều rằng đây là một chiếc xe cực kỳ hợp lý và cực kỳ hời cho tất cả bà con cũng như cô bác, anh chị em gần xa. Đó, Tuấn Anh nói luôn là như vậy, rất là hời. Vâng, xe thì vẫn chạy bình thường nhé các bạn nhé. Em vẫn đang đi con này, anh em nó vẫn đang đi con này chứ không phải là xe để một chỗ luôn. Nên là anh em cứ yên tâm. Đó, anh em cứ yên tâm luôn là xe nó vẫn rất là ổn định để cho chúng ta cùng chạy. Giờ thì chúng ta sẽ vào trong xe và kiểm tra về những cái chức năng của chiếc xe này, xem bên trong nó có cái gì, có phải là bản LED xịn hay không hay là bản lưng. Bên ngoài thì chúng ta có thể là lưng được, nhưng mà thực ra thì để lưng như thế này nó rất nhiều tiền. Như thế thì chúng ta không thể nào ấy được. Đó, và bên trong thì các bạn nhìn thấy vô lăng như này này. Vô lăng thì được trang bị hệ thống túi khí các bạn nhé. Khóa khiển là khóa khiển theo xe và màn hình cũng theo xe luôn. Trang bị hệ thống ABS này và hệ thống túi khí đàng hoàng. Xe chạy chuẩn 13 vạn từ năm 2015 đến giờ thì năm nay là 75 rồi. Một chiếc xe gia đình chạy được hơn chục vạn thì em nghĩ là nó cũng khá hợp lý. Bản đủ thì được trang bị hệ thống điều hòa tự động. Điều hòa tự động các bạn nhé, điều hòa tự động và màn hình. Màn hình của nó là màn hình được trang bị đầu đài màn hình nguyên bản của Kia, cộng với lại chạy bằng đĩa, cộng với lại bằng USB. Tóm lại thì đây là một chiếc xe bản đủ số sang, rất ok. Và đây là phần gương cụp xòe, khi chúng ta cụp gương. Và hệ thống sinh nhan thì được tích hợp ở trên gương đầy đủ, cộng với lại tất cả mọi thứ còn rất là đẹp cho mọi người. Thực ra thì đây là một cái giá mà em đã cắt lỗ rồi. Vì thế nên là quý khách hàng nào đến thì em sẽ tặng cho các bạn 5 triệu tiền voucher tiền mặt luôn. Còn đâu nếu như các bạn không lấy voucher tiền mặt thì các bạn có thể chuyển sang bớt đi, hoặc là có thể là vào cái chi phí vận chuyển. Đấy. Đây, cổ số của nó cũng khá là đẹp, 1, 2, 3, 4, 5 và R. Và vô lăng của nó thì cũng khá là mới cho mọi người. Gạt mưa phun nước của chiếc xe thì đang hết nước rửa kính. Và hệ thống cam lùi của chiếc xe thì còn khá là LED. Cam lùi xịn nhé, camera xịn luôn ạ. Camera xịn luôn. Đó, các bạn yên tâm một điều. Con đất trần của nó thì là trần nỉ nguyên bản này. Tất cả đều rất là đẹp cho mọi người đây. Trần nỉ nguyên bản rất là đẹp cho mọi người. Nội thất phía sau thì cũng khá là hợp lý, đúng không ạ? Rất là đẹp. Tất cả những cái thể lỉ niếc cũng như là chắn nắng. Khá là ok, đúng không ạ? Giấy tờ thì nó nằm ở đây rồi. Giấy tờ với cơ bản là xe này thì anh em vẫn đang đi đây. Của ông em cũng vẫn đang đi nên là giấy tờ lúc nào cũng ở trên xe luôn. Xăng thì còn khá là ok. Tóm lại thì đây là một chiếc xe cực kỳ hợp lý để cho chúng ta sử dụng. Tất cả hệ thống kính của chiếc xe thì cũng khá là ổn định rồi. Giờ thì chúng ta sẽ có thể là kiểm tra về cái phần ở bên dưới, đó là phần khoang máy của chiếc xe. Xem máy móc của nó thế nào. Với dòng này thì được trang bị khối động cơ máy 1.25 và cũng khá là tiết kiệm nhiên liệu. Đó, đây là phần đèn nét này. Đèn nét của nó là đèn định vị ban ngày nhé. Đèn nét định vị ban ngày ở hai bên. Giờ chúng ta sẽ xem phần máy. Máy thì em vẫn đang đóng điều hòa. Và đây là phần khoang máy của chiếc xe. Máy móc thì từ đầu đến giờ là vẫn chưa rửa giấy thì vẫn để bụi bẩn từ đầu luôn. Và đây là phần keo đưa chuột của chiếc xe này. Đây là cái phần keo đưa chuột của chiếc xe là vẫn còn nguyên. Tức là cái mặt dàn cò này nó chưa có tháo lắp ra, tức là máy còn zin. Máy còn zin từ đầu đến đít luôn. Tất cả rất là khô ráo, không giống dầu. Cái này thì cũng đã test thử hàng đến hàng nghìn cây rồi, chứ chưa phải nói là hàng trăm cây nữa. Bọn em có thể đi chiếc xe này, đi mua xe, đi bắt xe đầy đủ hết rồi. Hàng nghìn cây số rồi chứ không nói gì hàng trăm cây các bạn nhé. Vì thế này các bạn cứ yên tâm một điều,
nếu như về chất lượng và máy, em sẽ bảo hành cho các bác về 3 tháng sử dụng về chiếc xe này. Nếu như có vấn đề gì máy thì bên em sẽ hoàn tiền và thu hồi xe, cũng như là hỗ trợ cho khách hàng. Với điều kiện là quý khách hàng có thể kiểm tra nước và làm máy, hay là đôi khi thì nó bị hỏng một cái quạt gió thì chúng ta phải để ý về cái phần nhiệt. Chứ còn đâu nếu mà do bên Tuấn Anh, do ngập nước mà nó bị khi nó bị thì bên em sẽ phải chịu nhiệt. Tất cả máy đi hết các bạn nhé. Máy cũng đi hết luôn. Vậy thì quý khách hàng và có con nào đang có nhu cầu quan tâm về chiếc xe này thì đây là một chiếc xe cực kỳ hợp lý và cực kỳ ok cho tất cả mọi người. Vậy thì quý bà con, có ba anh chị em nào quan tâm về chiếc xe này thì hãy nhớ nhấc máy lên và alo trực tiếp cho Tuấn Anh Hải Phòng. Một chiếc xe giá thì chỉ bằng bản tiêu chuẩn thôi, nhưng đó là một chiếc xe bản SI và nó là luôn luôn là một chiếc xe gia đình sử dụng, không hoạt động, không taxi dịch vụ gì. Cảm ơn tất cả mọi người cũng như quý khách hàng và quý bà con, có ba anh chị em đã quan tâm theo dõi và đồng hành cùng em. Xin chào và hẹn gặp lại quý khách hàng ở những video tiếp theo.